Đây là cái mẫu nhà biệt thự boutique villa căn M105, bàn giao bên trong như thế này nè các anh chị. Đấy. Thì một trệt hai lầu và một tầng sân thượng. Đó, thì cái lỗ này để cho tụi mình sẽ làm thang máy đây nè. Các anh chị nào có nhu cầu làm thang máy hoặc là thang bộ. Căn này căn đầu hồi và tường riêng hết. Xung quanh là sẽ có công viên. À, cái khoảng đất trống. Đây, đó, không có chung vách tại vì đây những căn biệt thự đầu hồi. Đi ra hướng hướng này. Hồ hồ sen súng nè. Dạ, được. Đây được cái là mình có cái công viên nhỏ nội khu của mình riêng. Dạ, rồi ra cái hồ sen súng ở đây cũng được được. Ở đây là cái Vinmec.